Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Thưa quý vị, rối loạn lipid máu và tiểu đường là các bệnh lý chuyển hóa thường gặp hiện nay. Bệnh tiến triển một cách rất là âm thầm cho đến khi mà dẫn tới những biến chứng nặng nề tại các cơ quan đích và gây ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Có tới 70-90% những người bị bệnh tiểu đường lại có kèm cả bệnh mỡ máu song hành. Vậy tại sao những căn bệnh này lại có quan hệ mật thiết với nhau đến như vậy, và làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tốt cả hai căn bệnh này? Để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Huyền Châu, xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Dạ vâng, và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời bác sĩ cùng với những khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự mở đầu chương trình và gặp gỡ nhân vật của ngày hôm nay. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Câu hát đó cứ âm vang mãi trong lòng chúng tôi khi ghé thăm nhân vật của chương trình lần này. Cô Phan Lương Tuyết Mai hiện đang ở Đặng Văn Ngữ, Hà Nội, một giáo viên về hưu. Gần 40 năm đứng trên bục giảng, chèo lái con thuyền tri thức qua bao thế hệ học trò. Với cô, đó là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc mà cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi trước đây là giáo viên dạy văn, mà dạy ở trường Khương Thượng ngay đây. Tôi dạy được hơn 30 năm rồi, về hưu năm 2016. Mình dạy môn văn, dạy từ lớp 6 cho đến lớp 9. Bây giờ thì về hưu rồi chỉ là chăm con, chăm cháu thôi, trợ búa. Rồi thỉnh thoảng hàng xóm ai mà có con là sắp thi thì cũng nhờ sang bảo ban hút giúp. Thời gian thấm thoát đưa thoi, người giáo viên năm nào đã đi qua nửa đời người. Sức khỏe ngày càng giảm sút và bệnh tật, ốm đau là câu chuyện không thể nào tránh khỏi. Có những căn bệnh chỉ mới thoáng qua, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng có những căn bệnh lại khiến cuộc sống của người mắc phải thay đổi hoàn toàn. Cách đây khoảng khi mà bắt đầu mình về hưu là năm 2016 đấy, thì được một thời gian thì mình thấy tự nhiên là cơ thể rất là mệt mỏi, mà cũng sút cân, mà có cái lại rất là thỉnh rất là hay khát nước này, hay là đói vặt này. Thế cũng đi khám thì bác sĩ bảo là thật sự là đúng là bị tiền tiểu đường rồi, nghĩa là cái lúc ấy là gọi là rối loạn đường máu ấy. Khi mà mệt mỏi không làm ăn được cái gì, chân tay thì hơi bị tê bì rồi, mắt thì cũng hơi mờ mờ đi, cho nên là không làm được cái gì, hầu như là tất cả các công việc nhà đều bị trì trệ luôn. Khi mà đi khám thì bác sĩ cũng cho đơn thuốc, thì mình cũng uống theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ thôi. Thế nhưng mà uống một thời gian dài, nó cũng không đỡ lắm. Bởi vì cứ hết thuốc là nó lại đâu vào đấy. Ở đường huyết thì lúc lên lúc xuống, nói chung là khó kiểm soát lắm. Đấy, lúc mà mình ở nhà thì nó lại là cao, nhưng mà khi mình đi khám thì có khi nó lại là thấp. Cho nên là bác sĩ bảo là rối loạn đường huyết. Khi mà đi đo cao nhất là lên đến 13, nó sụt xuống để dưới 5. Lắng nghe những tư vấn đến từ bác sĩ, cô Mai đã phải tuân thủ những phác đồ theo chỉ dẫn, từ sử dụng thuốc cho đến chế độ ăn và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mỗi lần tái khám thì tình trạng bệnh lại không được cải thiện là bao nhiêu. Khi mà bị như vậy thì mắt cũng kém đi, ví dụ mình đọc sách hay là xem vô tuyến ấy, thì nó mờ hẳn đi. Khi quét cái nhà hay lau cái nhà chỉ được một nửa chừng thôi là phải bỏ lại, phải bò giường nằm. Bởi vì cảm thấy trong người mình nó không còn hơi sức để làm nữa. Từ khi mắc bệnh, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Dù đi làm hay đi đâu thì thuốc, kẹo, máy đo đường huyết là những vật dụng cá nhân trong đồ không thể thiếu. Lúc nào trong túi mình cũng phải có bánh kẹo ở trong túi này, lúc nào mà cảm thấy bắt đầu chóng mặt một cái là phải ăn một cái kẹo hay là ăn một cái bánh. Nhất là về ban đêm khi mình ngủ ấy, thì nó cứ như là có kiến bò trong xương ấy, không thể nào ngủ được. Khi mà đi kiểm tra về đường huyết ấy, thì cũng phát hiện luôn là mỡ máu, xin nói là sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Thành ra là cơ thể mình nó càng mệt mỏi hơn nữa, mà rất là yếu, rất là lo lắng. Khi ốm đau mới biết không có gì quý bằng sức khỏe. Bệnh tật là kẻ thù đáng sợ của tuổi già. Cô Mai chỉ mong muốn có biện pháp sớm thoát khỏi những căn bệnh phiền toái đeo bám cô mãi không dứt.
nhằm xác định rõ tình trạng bệnh lý của cô Mai đang gặp phải. Chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi đã đưa cô đến bệnh viện để thăm khám và tìm ra hướng điều trị. Mời quý vị và khán giả cùng theo dõi. Hôm nay các bác có vấn đề gì mà bác lại đến đây khám bệnh? Dạo gần đây uống nhiều nhưng mà cũng sốt cân này, lúc nào thì khác. Thế bác có ám chừng được khoảng mấy cái chai nước không? Đúng rồi, khá khá, 5-6 chai. Bác đi tiểu nó có bình thường không? Có bút có rắc gì không? Không bút rắc gì nhưng mà đi rất nhiều. Đi nhiều. Thế đi nhiều thế bác có thấy khác nước không? Vẫn khác. Thế bác có thấy gầy sút đi nhiều không? Cũng thấy gầy sút đi nhiều. Xong mệt mỏi. Gầy đi khoảng bao nhiêu cân? Gần đây là gầy mất 2-3 cân. 2-3 cân trong vòng 1 tháng hay trong mấy tháng? Trong vòng 1 tháng. Thế dạo này bác ăn, bác có thấy là mình có thích ăn đồ ngọt nhiều hơn không? Lắm khi có cảm giác là thèm đồ ngọt nữa. Bây giờ để chẩn đoán bệnh cho bác thì em muốn làm cho bác một số các xét nghiệm cơ bản. Ví dụ như là xét nghiệm về công thức máu này, xét nghiệm về sinh hóa để xem chức năng gan, chức năng thận, đường máu, AHB1C, mỡ máu, axit uric và điện giải đồ. Sau đó sẽ xét nghiệm cho bác nước tiểu, làm điện tâm đồ, chụp X quang tim phổi và siêu âm ở bụng. Bác có đồng ý làm những xét nghiệm đấy không? Vâng. Trong đây có xét nghiệm về công thức máu của bác là hoàn toàn bình thường. Xét nghiệm về sinh hóa thì có axit uric này, men gan này, mỡ máu này, chức năng thận và điện giải đồ của bác trong giới hạn bình thường. Còn đường máu của bác cao là 8,5 mmol trên lít và HB1C của bác là 7,5%. Như vậy thì qua cái phần khám bệnh của bác thì bác có cái triệu chứng của ăn nhiều, uống nhiều và gầy nhiều, đánh nhiều và các xét nghiệm có đường máu gầy cao, HB1C cao. Như vậy chẩn đoán của bác là đái tháo đường. Trên đái tháo đường thì nó gây rất là nhiều biến chứng trên các cơ quan của bệnh nhân và có rất nhiều những biến chứng nguy hiểm và có thể gây và ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Vâng, thưa bác sĩ, trong bệnh lý tiểu đường và mỡ máu cao có những chỉ số nào quan trọng mà bệnh nhân cần phải theo dõi ạ? Và chỉ số như thế nào thì chúng ta đánh giá là mức bình thường và chỉ số như thế nào đang ở mức nguy hiểm ạ? Những cái thời điểm mà bệnh nhân cần phải quan tâm nhất là những thời điểm thứ nhất là cái chỉ số đường huyết mà lúc đói. Lúc đói ở đây chúng ta phải phân định thế này. Lúc đói là phải trước đó 8 tiếng chúng ta không dùng chất dinh dưỡng gì cả. Đấy là lúc đói. Mà chỉ số lúc đói thì theo quy định là dao động từ khoảng 4,4 cho đến 7,3 mmol. Có một số đơn vị khác họ tính thì từ khoảng 80 đến 130 mg trên decilit. Còn chỉ số tiếp theo là chúng ta cần phải theo dõi, tức là chỉ số là trước cái bữa ăn. Trước ăn trưa chiều thì chỉ số cho phép là khoảng 6 cho đến 8 mmol. Đấy thì là an toàn. Còn một chỉ số quan trọng nữa là chỉ số là sau ăn. Thế thì người ta tính là cái đỉnh cao nhất của cái đường huyết lên cao ấy là sau 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì cái chỉ số cho phép ấy là dưới 10 mmol. Đường huyết lúc đói mà chúng ta đo mà dưới chỉ số 3,9 mmol thì rất dễ gây ra cái hệ lụy là hạ đường huyết. Chỉ số thứ hai là sau ăn 2 tiếng nếu mà trên 11,1, chỉ số đấy thì nó tính tương đương ấy là nó khoảng trên 200 mg trên decilit thì chỉ số đấy là chỉ số bất thường và chỉ số đấy có thể là xác định là có tiểu đường. HB1C là cái chỉ số mà cái đường ấy, nó gắn vào cái hemoglobin của hồng cầu và cái chỉ số này nó chiếm khoảng 4-6%. Thế thì như thế thì người ta xác định là tiểu đường ấy, là có một cái chỉ số nữa là HB1C nếu trên 6,5 thì có thể là gọi là cái chức năng mà chuyển hóa đường trong cơ thể bắt đầu kém. Thì khi chúng ta đi thử bộ mỡ máu thì chúng ta có 4 chỉ số: cholesterol chung, cái thứ hai triglyceride, cái thứ ba là HDL cholesterol và LDL cholesterol. Chỉ số cholesterol chung thì phải dưới 5,1 mmol. Chỉ số triglyceride thì tùy theo từng nước, HDL thì chỉ số này lại phải cần cao,
tức phải trên 1,1 LDL cholesterol. Đây là phân tử lượng thấp. Thì cái chỉ số này cho phép là làm sao phải dưới 3,3 mmol. Khi một bệnh nhân tiểu đường mắc kèm với mỡ máu cao ấy, thì nguy cơ mà họ gặp phải các biến chứng có cao hơn so với những bệnh nhân mắc tiểu đường đơn thuần hay không ạ, thưa bác sĩ? Các cái nghiên cứu cho thấy người bệnh tiểu đường có kèm với mỡ máu cao ấy, thì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 2 đến 4 lần. Tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ từ 2 đến 6 lần. Và đặc biệt là tăng nguy cơ bị tổn thương mạch máu gấp 10 lần so với bệnh nhân đái tháo đường thông thường không có rối loạn mỡ máu. Đường huyết tăng cao ấy, thì kèm mỡ máu cao sẽ tăng nguy cơ gây tổn thương và viêm thành mạch. Bởi phản ứng viêm này ấy, nếu mỡ máu cao thường xuyên thì các chất này sẽ lắng đọng trong cái thành mạch. Bởi vì thành mạch chúng ta là có 3 cái lớp áo và nó sẽ xuyên vào các cái nội mạch nằm ở đó, lâu dần tiến triển gây viêm, tắc động mạch và tĩnh mạch. Mỡ máu cao ấy, thì hình thành các mảng vữa xơ và xơ cứng thành các thành mạch và làm cho lòng mạch chúng ta hẹp dần và dần dần sẽ gây tắc nghẽn. Nếu mà chúng ta mà không hạ và ổn định được đường huyết mà giảm cái mỡ máu xấu đã nêu ở trên ấy, thì người bệnh sẽ phải đối mặt với các cái biến chứng tiểu đường như là tổn thương động mạch mắt sẽ gây ra cái giảm thị lực rồi mù lòa, tổn thương ở động mạch thận sẽ gây ra cái suy giảm chức năng thận rồi suy thận rồi có thể gây tăng huyết áp, tổn thương ở động mạch vành thì cơn đau thắt ngực mà chúng ta thường gặp, rồi nhồi máu cơ tim gây đột tử, tổn thương mạch máu não gây ra các tai biến mạch máu não và tổn thương động mạch chi sẽ gây ra viêm tắc động mạch và hoại tử chi. Vâng, thưa bác sĩ, tại sao mà nhiều bệnh nhân lại dễ mắc cả hai bệnh là mỡ máu cao và tiểu đường ạ? Thế giới bây giờ mà tĩnh tại, ít vận động, rồi ăn uống không được khoa học. Mặc dù thức ăn có vẻ hiện đại hơn, nhưng lại thiếu khoa học. Thì không ăn bữa sáng thì gan nó sẽ chuyển hóa glycogen thành gluco để cho nuôi dưỡng cơ thể một cách tạm thời. Thế sau đó gan nó bị thiếu hụt. Và sau đó thì khi mà chúng ta ăn cái bữa ăn mà nhiều hơn bình thường, và nhất là những bữa ăn đêm, thì nó sẽ tổng vào gánh nặng cho gan rất là nhiều. Và cái quá trình đấy ấy, thì gan sẽ dư thừa và sẽ không chuyển hóa hết và sẽ tạo ra các axit béo mà đã bão hòa. Và các axit béo bão hòa này trong đó điển hình là triglycerid và LDL cholesterol. Khi mà lượng mỡ nhiều ấy, thì nó sẽ gây ra đề kháng của insulin thì chuyển hóa glucose rất là khó khăn. Và hiện nay chúng ta đang có những giải pháp như thế nào để giúp cho người bệnh đái tháo đường vừa kiểm soát được đường huyết, vừa kiểm soát được mỡ máu và chỉ số HbA1c hay không ạ? Các biện pháp không dùng thuốc. Đối với tiểu đường thì người ta sẽ giảm glucid, protein cũng vừa phải. Và cái hai là tăng cường ăn các cái thịt màu trắng và tăng cường ăn những cái dễ tiêu như là cá, rồi các cái đậu phụ, chế độ của protein, mỡ thì chúng ta phải kiêng các cái da của động vật. Khi chế biến thì nên tránh các cái chiên xào và không được quên cái vấn đề là chia nhỏ các bữa ăn ra. Cái lịch sinh hoạt thì tránh các cái chất kích thích, thí dụ như là rượu và bia. Ở cái bệnh nhân mà bị rối loạn mỡ máu và tiểu đường ấy thì sẽ phải điều trị tốt cả hai bệnh lý, cho nên thường phải dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc. Như bệnh tiểu đường ấy thì có kèm theo các cái rối loạn mỡ máu mà khi uống thuốc tây có khả năng là gây men gan là hay gặp nhất, suy giảm chức năng thận, nên thường phải uống kèm các cái thuốc trợ gan và thận thì làm tăng cái số lượng thuốc lại càng nhiều lên. Bởi vậy xu hướng của y học hiện đại là kết hợp đông tây y trong điều trị tiểu đường và mỡ máu để làm giảm cái tác dụng phụ và tăng cái hiệu quả điều trị. Trên thế giới thì có rất nhiều cái thảo dược mà đã được chứng minh có cả hiệu quả giảm cả đường huyết và giảm cả cái mỡ máu, như dây thiều canh giảm gluco máu, giảm mỡ máu, hạt mê thi giảm cả gluco và giảm mỡ máu, hạt mê thi giảm những triệu chứng mệt mỏi ở những bệnh nhân tiểu đường, ngăn ngừa các biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường trên tim, gan, thận, võng mạc, ngăn ngừa các xơ vỡ động mạch. Mướp đắng thì hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm đường máu và cholesterol, ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường trên võng mạc, thần kinh ngoại vi và giúp nhanh lành các vết thương, ngăn ngừa xơ vỡ động mạch và đục tim thể. Lô hội là giúp lành nhanh các vết thương, vết loét ở bệnh nhân tiểu đường thường gặp. Quế thì có tác dụng là hạ mỡ máu và đã được chứng minh. Những thảo dược này thì có tác dụng hạ đường huyết và hạ mỡ máu để rất an toàn và không gây các cái tác dụng phụ như là thuốc tây thường gặp. Đặc biệt có một số nhân tố vô cùng quan trọng chính là tham gia hiệu quả trong ổn định đường huyết, phòng ngừa làm giảm các biến chứng tiểu đường, đó chính là các yếu tố vi lượng. Ví dụ như kẽm và crom, chúng là thành phần quan trọng trong cái enzyme chuyển hóa đường. Theo nghiên cứu của các bác sĩ tại bộ môn dinh dưỡng trường y tế cộng đồng tại Harvard
thì kẽm và chrome có tác dụng giảm đường huyết, tăng độ nhạy của insulin ở bệnh nhân tiểu đường và quan trọng là ngăn ngừa các biến chứng, đặc biệt là trên mắt, bảo vệ các vi mạch ở đáy mắt khỏi mù lòa. Selen là nguyên tố vi lượng mà vô cùng quan trọng, đã được các bác sĩ ở khoa sinh học Đại học Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh trong kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường không những trên mắt, trên thận, trên tim, đặc biệt ở tiểu cầu. Magie thì tham gia vào quá trình tạo glycogen của cơ và gan từ gluco ở trong máu, có tác dụng điều hòa cái hàm lượng đường ở trong máu và ổn định huyết áp. Đặc biệt cái acid alpha lipoic có tác dụng ngăn ngừa cái biến chứng tiểu đường, bảo vệ vi mạch ở đáy mắt và cầu thận, tránh nguy cơ là mù mắt và suy thận sau này, chống tác hại bên tuyến ngoại vi do tình trạng tăng đường huyết, tối ưu hóa các tác dụng của thuốc hạ đường huyết thông qua khả năng huy động đường huyết và bắp thịt, kích hoạt các chức năng điều chỉnh đường huyết của tỷ tạng, cải thiện hàm lượng dưỡng khí trong não bộ và ngăn ngừa tai biến mạch não mà thường gặp. Khi nguyên tố vi lượng mà được phối hợp với các thảo dược trên ý, thì cho cái bệnh nhân mà mỡ máu tiểu đường thì như dây thì canh, hạt mê thi, lô hội, mướp đắng thì giúp cho đường huyết hạ an toàn hơn, hạ mỡ máu, ổn định đường huyết, không những nâng cao khả năng ngăn ngừa biến chứng trên tim, thận, mắt và thần kinh ngoại vi và còn giảm được các cái biến chứng nếu đã vô tình mắc phải. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay với một bộ phim khoa học mà chúng tôi đã chuẩn bị. Khi đường huyết trong máu tăng cao sẽ tạo thành lớp bao phủ lên các thụ thể chuyên loại bỏ LDLC, một loại mỡ máu xấu tại gan, làm gan không thể loại bỏ được cholesterol, dẫn tới tình trạng cholesterol sẽ không ngừng tăng cao trong máu. Thêm vào đó, khi đường huyết tăng cao, độ nhớt của máu sẽ tăng, làm tăng sự lắng đọng và bám dính của tế bào mỡ vào thành mạch, tạo nên các mảng xơ vữa và làm cho thành mạch bị hẹp dần lại. Ngược lại, khi mỡ máu tăng cao, mỡ máu xấu sẽ kháng lại chất insulin, nội tiết tố do tuyến tụy tiết ra để điều hòa chuyển hóa đường, làm người bệnh dễ bị đái tháo đường hoặc làm cho bệnh tiểu đường nặng hơn. Do đó, nếu không hạ và ổn định đường huyết, giảm mỡ máu xấu, người bệnh sẽ phải đối mặt với các biến chứng của tiểu đường như tim mạch, các bệnh về tim mạch, mạch vành, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Trong khi đó, biến chứng tim mạch đang dẫn đầu trong số các nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân tiểu đường. Để đưa đường huyết về ngưỡng an toàn và ổn định lâu dài, các nguyên tố vi lượng vô cùng quan trọng với bệnh nhân tiểu đường là magie, kẽm, selen và chrome. Chúng là thành phần chính trong các enzyme chuyển hóa đường, có khả năng hạ, ổn định và điều hòa đường huyết. Khi nguyên tố vi lượng được phối hợp với các thảo dược, không những nâng cao khả năng phòng ngừa biến chứng mà còn giảm nhẹ được biến chứng nếu mắc phải. Boni Diabetes là sản phẩm có sự kết hợp toàn diện của các nguyên tố vi lượng và các thảo dược như dây thiều canh, mướp đắng, hạt mê thi. Boni Diabetes giúp hạ và ổn định đường huyết, hạ mỡ máu, phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Boni Diabetes đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá lên tới 96,67%. Boni Diabetes được sản xuất bởi công ty dược phẩm GNE International đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Diabetes, sản phẩm của Mỹ. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng đoạn phim khoa học vừa rồi đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về những thông tin của căn bệnh này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với cô Tuyết Mai sau quá trình điều trị để theo dõi tình trạng thay đổi sức khỏe của cô đã được diễn ra như thế nào nhé. Một thời gian sau, chúng tôi có dịp trở lại gặp cô Tuyết Mai. Trái ngược với hình ảnh của một bệnh nhân tiểu đường với nét mặt luôn cau có với những tiếng thở dài, cô Tuyết Mai bây giờ luôn vui vẻ và hạnh phúc khi bệnh tiểu đường và mỡ máu đã được kiểm soát hiệu quả. Từ khi mà được các chuyên gia tư vấn thì mình cũng về coi như thiết lập cho mình một cái thời khóa biểu về ăn nghỉ ngủ coi như rõ ràng và quy tắc hơn. Dạo này nó bắt đầu tiến bộ rất nhiều vì cái tiểu đường này thì là không được ăn nhiều tinh bột, cho nên là từ tinh bột mà mình chuyển sang coi như là ăn nhiều hoa rau củ quả, thêm cái mỡ máu nữa, cho nên là mình cũng không được ăn nhiều cái gì có chất mỡ. Thì buổi sáng dậy lên trên sân thượng, vừa tưới cây vừa tập những động tác nhẹ nhẹ, xong xuống bắt đầu mới cơm nước, đi chợ, đi búa. Ngoài cái chế độ ăn và tập thể dục, tôi có dùng thêm các chiết xuất từ thảo dược như lô hội, dây thiều canh và mướp đắng và các nguyên tố vi lượng.
Bây giờ thì đường huyết của mình đã ổn định rồi, không lên xuống thất thường nữa. Đường huyết của tôi bây giờ là 6.0, còn HbA1c cũng là 6.0. Cho nên là bác sĩ không bắt dùng thuốc Tây nhiều nữa. Thế là đỡ lo tác dụng phụ. Bây giờ thì tôi cũng mang kẹo đi để dỗ các cháu thôi, chứ còn không phải mang kẹo đi cho mình nữa. Chân tay bắt đầu đỡ đau mỏi rất là nhiều, mà bắt đầu đi lại, vận động dễ hơn, mà đêm ngủ ngon hơn vì không có thấy kiến bò ở trong xương nữa. Tôi cũng không còn bị khát nước nhiều và đi tiểu nhiều nữa. Khi đường huyết ổn định thì mắt tôi không còn mờ nữa. Nói chung đọc sách thì cũng không thấy mỏi mắt nhiều. Đọc cả một quyển chứ không phải vài trang đã mỏi mắt rồi. Cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn rất là nhiều. Thế, trước đây vẽ lắm khi buồn, không buồn vẽ nữa. Dạo này bắt đầu vẽ lại rồi. Tuổi già đến, bệnh tật theo sau. Nhưng nếu người bệnh không tìm ra phương pháp để cải thiện bệnh cho bản thân, thì cuộc sống chỉ bó hẹp trong ngôi nhà của chính mình. Hy vọng những người mắc tình trạng giống cô Tuyết Mai sớm tìm được giải pháp cải thiện bệnh, sống cuộc đời an vui. Vâng, thưa bác sĩ đã vừa nhắc tới những thảo dược và các nguyên tố vi lượng rất là hiệu quả trong việc hạ và ổn định đường huyết hay là hạ mỡ máu. Vậy thì cô Tuyết Mai cũng đã chia sẻ trong phóng sự vừa rồi là khi mà cô có sử dụng những giải pháp có sự kết hợp của các thảo dược trên ấy, thì hiệu quả mang lại rất tốt. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những giải pháp này được không ạ? Xin chúc mừng cô đã tìm được cái giải pháp hiệu quả. Thì cái việc hạ và ổn định đường huyết rất quan trọng đối với bệnh nhân mà tiểu đường, thì sẽ giúp cho mình tiểu đường luôn khỏe mạnh, không bị mệt mỏi, ngăn ngừa các biến chứng. Khi kết hợp các cái thảo dược cùng với nguyên tố vi lượng thì sẽ giúp cho đường huyết về mức an toàn, ổn định hơn. Đặc biệt kết hợp đông với Tây y thì sẽ giúp cho giảm cái liều thuốc Tây y, hạn chế cái tác dụng phụ của thuốc Tây y thường gặp và giảm gánh nặng cho gan và thận của bệnh nhân. Ngoài ra cái công nghệ bào chế siêu nano thì sẽ giúp cho tăng hiệu quả của các cái thảo dược phối hợp với các nguyên tố vi lượng này và tăng độ hấp thu, đảm bảo cái tính ổn định của sản phẩm, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ rất là cụ thể đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của những khán giả đã gửi về cho trường quay ngày hôm nay của chúng tôi và mong muốn bác sĩ được giải đáp. Vâng, câu hỏi đầu tiên của khán giả như sau. Mẹ tôi bị đái tháo đường 10 năm nay rồi và uống thuốc đái tháo đường hay bị chóng mặt, bùn rủn. Đây có phải là mẹ tôi đã bị bệnh nặng hơn hay không? Và nếu như vậy thì gia đình của tôi cần phải làm gì ạ, thưa bác sĩ? Và bản thân đối với những người tiểu đường lâu năm ấy, thì cái trí nhớ của họ không được tốt. Cho nên có thể cái bữa ăn họ cũng không chuẩn được. Ở nhà chúng ta thì thường thường nếu mà con cái và những người thân thì nên chuẩn bị trước những cái chế phẩm có sẵn đường. Thí dụ như một cái bánh ngọt hoặc một cốc sữa có đường và thậm chí một cái kẹo hoặc là một cái, có thể pha một cốc nước đường, cốc sữa họ uống ngay, phối hợp thêm các cái sản phẩm mà đông và Tây y. Bởi vì khi mình sử dụng nhiều thuốc Tây y thì cái kiểm soát của mình ở nhà không tốt thì rất dễ xảy ra cái tình trạng hạ đường huyết thường gặp. Nếu mà chúng ta phối hợp thêm các thuốc đông y mà tốt, được kiểm chứng bởi khoa học, thì vô hình chung chúng ta sẽ giảm bớt được cái liều lượng của thuốc Tây y đi và lại tránh được cái hệ lụy của hạ đường huyết mà thường gặp. Theo lời khuyên ấy là bác nên phối hợp thêm các cái sản phẩm mà đông và Tây y. Câu hỏi tiếp theo của một khán giả dành cho bố của mình ạ. Thưa bác sĩ, dạo gần đây thì chân bố tôi thường xuyên bị ngứa, gãi thì vết xước mãi không lành. Tôi không biết có phải là do đái tháo đường gây ra hay không. Tôi có cần phải đưa bố tôi đi khám hay không? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Đối với những cái người mà ở cái lứa tuổi này mà bị vết xước, vết loét mà nó ở chân mà lại lâu lành, thì thường thường họ có thể nghĩ đến một số bệnh như thế này. Thí dụ như là những cái bệnh thường gặp nhất là tiểu đường. Bởi vì tiểu đường ấy thì cái nuôi dưỡng ở cái khu vực mà xa trung ương ấy thường thường là kém. Cái thứ hai là bản thân tiểu đường ấy, nó sẽ gây ra những cái hệ lụy về tổn thương các dây thần kinh. Và tổn thương thần kinh ấy, thì nó làm cho cái nuôi dưỡng và tổn thương thần kinh thì nó gây những cái vết loét này nó rất là lâu liền. Và ở cái tình trạng ấy mà đường huyết của người ta cao ấy, thì cái vi khuẩn nó hoạt động lại rất dễ dàng. Thế thì trong trường hợp này ấy, thì
nếu mà ông cụ cũng chưa có tầm soát bệnh tật một năm hai lần, hay là từ trước đến giờ cũng chưa phát hiện những cái bệnh nền gì, thì nên đi khám. Khi mà tầm soát phát hiện ra nếu đúng bị bệnh tiểu đường thì phải tuân thủ theo cái liều điều trị mà bác sĩ đã cho một phác đồ cụ thể. Và đặc biệt ý, thì nên phối hợp đa dạng hóa về điều trị, dùng thuốc, không dùng thuốc, đặc biệt là Tây y và Đông y. Bởi vì khi mà sử dụng tốt như thế mà ngay ở cái giai đoạn đầu thì các cái biến chứng nó sẽ không đến nhiều. Và đặc biệt ý, mà giảm được cái liều thuốc Tây y thì tránh được các cái hệ lụy ảnh hưởng đến gan và thận của cụ tân sinh ra anh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là cặn kẽ của bác sĩ dành cho các khán giả của chúng ta. Và quý vị và các bạn mong muốn có những thắc mắc được giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi qua số tổng đài miễn cước của chương trình. Còn bây giờ, để tổng hợp những thông tin ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau trao đổi, xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi một số lưu ý. Duy trì chế độ dinh dưỡng, chọn thức ăn có ít calo, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường và muối. Nên ăn thực phẩm có nhiều chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, ngũ cốc, bánh mì, sữa ít béo hay sữa và phô mai bớt béo. Uống nước lọc thay vì nước trái cây hoặc các loại nước ngọt khác. Chế độ vận động. Người bệnh có thể thực hiện các bài tập trong nhà dành cho người mắc bệnh đái tháo đường như đi bộ nhanh trên thảm, đạp xe trong nhà, thực hiện các bài tập nâng toàn thân để duy trì sức mạnh của cơ như chống đẩy, đứng lên ngồi xuống, các bài tập căng sức cơ bụng và cơ thắt lưng. Bên cạnh đó, sử dụng các sản phẩm có chứa chiết xuất từ thảo dược và các nguyên tố vi lượng để giúp cải thiện căn bệnh tiểu đường và mỡ máu. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là với 30 phút của chương trình ngày hôm nay đã đem lại cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích về bệnh lý tiểu đường và mỡ máu. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có được thật nhiều những thông tin về sức khỏe để giúp cho bản thân và gia đình của mình có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.